Xin chào tất cả anh chị em. Hiện tại thì Linh đang có làm một cái dịch vụ đó là về kiểm tra tỷ lệ mắc bệnh ung thư hoàn toàn miễn phí mà tổ chức ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái chương trình này nó như thế nào? Và đây là một cái máy mà Linh đã nhập ở từ bên Mỹ về, và ở tại Việt Nam mình á thì chỉ có duy nhất có 3 người có chiếc máy này thôi. Trước đây á thì nếu mà chúng ta làm cái máy này, làm một cái trải nghiệm như thế này thì thường chúng ta sẽ tốn đó là 100 đô. Nhưng trong cái đợt này thì Linh sẽ làm hoàn toàn miễn phí cho tất cả anh chị em cô bác ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta đến tại văn phòng của Linh và Linh sẽ tư vấn cho chúng ta sử dụng cái này nó hoàn toàn miễn phí. Và khi chúng ta test bằng cái máy này này thì chúng ta nhìn vào chỉ số này để chúng ta dự đoán được cái tỷ lệ mắc bệnh ung thư của chúng ta là bao nhiêu. Và khi chúng ta biết được về cái tỷ lệ này đó thì chúng ta sẽ biết điều chỉnh về cái cách mà chúng ta sinh hoạt, từ cách mà chúng ta chăm sóc bản thân mình cho nó có một cái chế độ dinh dưỡng tốt, một cái đời sống về tinh thần tốt để chúng ta không phải mắc bệnh ung thư. Bởi vì rất nhiều người chúng ta bị cái bệnh ung thư đó đang rất là trẻ, đang rất khỏe bình thường, nhưng tự nhiên chúng ta đi khám một cái chúng ta mà bị phát hiện đó là chúng ta bị bệnh ung thư. Hai bệnh nhân phát hiện bị ung thư khi đi tẩy nốt ruồi là hai người đàn ông đều ở Hà Nội. Họ cùng đến với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để thăm khám và điều trị với mục đích là đốt nốt ruồi trên mặt. Tuy nhiên sau khi làm xét nghiệm thì cả hai bệnh nhân đều được phát hiện là mắc ung thư. Bác sĩ Hoàng Thị Phương Lan, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho biết. Những cái mầm mống đó nó có sẵn ở bên trong con người mình và mình không có biết trước để mà mình lường trước, để mình chăm sóc trước. Nên dẫn tới đó là khi chúng ta bệnh bệnh thì chúng ta không biết là chúng ta phải thay đổi nó ra sao. Chúng ta không biết là chúng ta phải khắc phục nó như thế nào. Và lúc đó gần như chúng ta bó tay và chúng ta chờ thời gian, đó là chúng ta phải chết. Nhưng khi mà chúng ta biết được về cái này thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại từ cách mà chúng ta sinh hoạt, từ cách mà chúng ta ăn uống, từ cái việc mà chúng ta luyện tập thể dục thể thao, hay là chúng ta có những cái phương pháp để chúng ta giải thoát cái phòng ngừa cái bệnh ung thư ngay tại nhà, chứ chúng ta không cần phải đến bệnh viện, chúng ta không phải tốn quá nhiều tiền, mà bằng việc đó là những cái phương pháp miễn phí mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Nhưng chỉ có duy nhất lần này là Linh làm hoàn toàn miễn phí cho tất cả chúng ta mà thôi. Bây giờ Linh sẽ đo cho bạn Trang, đối diện Linh đây là một bạn Trang, thì Linh sẽ đo cho bạn trước, ok chưa? Thì trước khi đo đó thì đây là cái màn hình như thế này, thì Linh sẽ quản lý nó trên một cái app ở trên cái iPad. Thì Linh sẽ click vô đây ha, và sau đó sẽ điền cái thông tin là họ tên của bạn này. Thì ví dụ tên của bạn này là bạn Trang, họ là Lê đúng không? Đúng. Rồi email của em đó là gì? Lê Thị Huyền Trang đúng không? Dạ. Ok. Ok, sau khi mà điền cái thông tin xong á thì kết quả nó sẽ gửi về cái email chúng ta, và kết quả nó chúng ta sẽ nhận được ngay lập tức luôn. Rồi sau khi mà Linh đã nhập xong thì chỉ số nó sẽ hiện như thế này. Thì Linh sẽ mở cái nắp ở phía đằng sau đây. Rồi bây giờ em để cái tay này, tay em để cái góc đây ha, đó đúng rồi. Và chúng ta sẽ đo cái chỉ số của bạn Trang hiện tại đang là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ thấy đây là nó sẽ chạy như thế này ha. Đó. Thì ví dụ như cái báo động đỏ dưới này này, đó là những người mà chỉ số mà dưới 10.000 ấy, thì tỷ lệ lên đến 99% là những người này là sẽ bị ung thư. Còn những người mà chỉ số từ lên trên màu cam, màu vàng, màu xanh này thì nó đỡ hơn. Ví dụ như bạn Trang đây thì có một cái chỉ số rất là tốt. Thứ nhất, đó là bao nhiêu ngàn? Chỉ số cực kỳ tốt luôn các bạn. Đó là 70.000. Chỉ số 70.000 này nói lên là gì? Thứ nhất là bạn này, bạn ăn ngủ điều độ là 1. Cái thứ hai đó là tập thể dục thể thao nhiều là 2. Và thứ ba đó là ăn nhiều cái vitamin, các loại về rau củ quả. Tức là bạn có một cái chế độ sinh hoạt tốt. Thì chúng ta cũng nhìn thấy kết quả được đó là trên khuôn mặt đó là sẽ không có bị mụn, không có bị về cái sạm nám. Đó là những cái mà nó sẽ không bị, bởi vì khi mà chỉ số này tốt. Còn những người mà chúng ta mà chỉ số mà dưới 30.000 ấy, thì chúng ta cần phải thay đổi lại cái chế độ của chúng ta bằng cái nào. Đó, chúng ta phải ăn nhiều rau xanh lên. Buổi sáng chúng ta phải ngồi thiền. Ví dụ Trang buổi sáng là cũng có ngồi thiền đúng không? Đó, thì mình sẽ có những cái hoạt động như vậy đó. Thì lúc đó nó sẽ giúp cho cái việc mà đời sống của chúng ta tốt hơn. Vậy thì khi mà chúng ta đến đây mà chúng ta đo cùng với Linh đó, thì chúng ta sẽ còn được Linh sẽ tư vấn cho chúng ta là cái buổi sáng chúng ta ngồi thiền ra sao nè, rồi sau đó là chúng ta chế độ ăn uống ra sao nè, rồi cái cách mà chúng ta luyện tập thể dục ra sao. Chúng ta sẽ có một cái chế độ ăn uống và sinh hoạt một cách hợp lý, một cách khoa học, và sau đó chúng ta về và chúng ta sinh hoạt như vậy thì chúng ta sẽ tăng cái chỉ số này lên. Ví dụ như Linh muốn chia sẻ thêm một cái kinh nghiệm, đó là gì, để cái chỉ số của mình tăng lên á, đó là thường đó là mình sẽ ngủ khoảng 9-10 giờ đêm hoặc là 11 giờ. Thì ví dụ như chúng ta muốn ngủ ít mà chúng ta làm việc nhiều ấy, thì ví dụ như Linh cũng là một người ham công việc, thì đó là mình sẽ dậy sớm hơn. Đó là khoảng 3-4 giờ sáng là mình sẽ dậy rồi. Tức là mình ngủ sớm và mình dậy sớm. Bởi vì cái thời gian mà từ 10 giờ đêm cho đến 3 giờ đêm ấy, thì đó là cái thời gian vàng mà chúng ta cần phải ngủ. Bởi vì khi mà chúng ta ngủ được, chúng ta sẽ thải độc cơ thể rất tốt. Và khi cơ thể chúng ta thải độc tốt rồi ấy, thì chúng ta sẽ có sức khỏe tốt. Và dậy thì tinh thần nó minh mẫn hơn.
Cái việc thứ hai đó là chúng ta về luyện tập về thiền. Đó, có những cái bài thiền để chúng ta phải cân bằng lại cái cuộc sống, chúng ta có cái đời sống về tinh thần tốt. Và thứ ba đó là chúng ta phải luyện tập thể dục thể thao. Và cái thứ tư đó là chúng ta sử dụng về, đó là những cái thực phẩm mà chủ yếu là rau củ quả, hay là những cái thực phẩm bổ sung mà giàu chất vitamin á, thì lúc đó chúng ta sẽ có một chế độ ăn uống khoa học, thì lúc đó chúng ta sẽ có một sức khỏe tốt, thì lúc đó chúng ta sẽ không gặp một cái vấn đề gì, dù ở thời điểm hiện tại đó là khí hậu ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, và ở khắp mọi nơi nó đang xảy ra như vậy, thì chúng ta phải có một cái chế độ về chăm sóc cá nhân tốt, thì lúc đó chúng ta mới có cơ thể tốt được. Và để chúng ta đến với chương trình này, chúng ta hãy để lại tên và số điện thoại và đặt để đặt lịch đến và đo cái này hoàn toàn miễn phí, và để được link tư vấn cho tất cả chúng ta hoàn toàn miễn phí. Đó, ok, chúng ta hãy đăng ký chỉ có duy nhất trong cái đợt này thôi nha anh chị. Còn sau cái đợt này thì chúng ta đăng ký mà chúng ta làm những cái trải nghiệm như thế này thì thường đó chúng ta sẽ tốn 100 đô. Và ở bên Mỹ chúng ta có thể tốn 100 đô. Và chỉ có duy nhất lần này Linh sẽ làm chúng ta hoàn toàn là miễn phí. Ok nha anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.